flat hết. Đấy. Chúng ta có thể mở cái đèn đó này. Đó, các bạn có thể thấy nè. Rõ ràng là gì? Đây đồ án về năng lượng mặt trời với gió. Đây cái tua bin mà các bạn có thể ra ở ngoài chợ Nhật Tảo, các bạn có thể mua đồ cũ ha. Còn đây là về thì sau khi mà khôi phục thì nó sẽ được cái tua bin cũng tương đối là hầm hố chút chút. Đó. Thì đơn giản các bạn sinh viên thì chưa có làm cách sâu sắc đó, thì các bạn chỉ lấy cái điện mà từ cái máy phát, từ cái tua bin gió này, các bạn sẽ được nối vô cái bàn đèn sau qua cái CB này. CB này tôi đang mở nha. Và nó sẽ cấp điện cho cái động cơ DC trực tiếp luôn, động cơ DC này 24V. Thì động cơ DC này các bạn có thể tìm ở ngoài rất là nhiều. Thì bây giờ chỉ cần thí nghiệm chúng ta tạo ra điện bằng gió thì cái động cơ nó sẽ xoay. Có nghĩa là chúng ta sẽ có điện từ gió ha. Các bạn có thể thấy này. Quay nhanh có nghĩa là chúng ta phát ra động lượng lớn thì động cơ nhỏ DC nó sẽ quay nhanh hơn. Thì cái tua bin gió này nếu mà đúng thì chúng ta sẽ có thêm một cái bộ nghịch lưu nữa, và mình sẽ chuyển thành cái năng lượng 220 để mình xài trong nhân dụng, hoặc là chúng ta lưu xuống ắc quy và chúng ta sẽ dùng một nghịch lưu để nghịch lưu một lần nữa ra điện xoay chiều để chúng ta sử dụng trong sinh hoạt. Như đây thì khung khổ đồ án thì chúng ta chỉ giới thiệu như thế. Bây giờ tôi giới thiệu cho các bạn tiếp một cái đồ án cũng trên cái phần đồ án này. Chúng ta sẽ có một phần thứ hai, đó chính là phần năng lượng mặt trời. Thì cũng nói luôn, năng lượng mặt trời thì ở đây chúng ta có tấm pin năng lượng mặt trời, và mình sẽ có một cái bóng đèn này để giả lập cái ánh sáng của mặt trời. Thì bóng đèn này là cái bóng đèn cao áp thủy ngân, các bạn có thể tìm mua rất là nhiều ở ngoài thị trường. Bóng đèn này có một cái rất lợi là cái phát xạ của nó tương tự như mặt trời, rất là sáng. Và tấm pin này sẽ nhận cái năng lượng mặt trời đó, nó sẽ được truyền xuống đây. Tôi sẽ tiến hành là tôi mở cái CB này cho cái pin năng lượng mặt trời này, nó sẽ xuống cái bình ắc quy, nó xuống vào bộ sạc, và bộ sạc này sẽ sạc xuống bình ắc quy, và từ bình ắc quy đó mình sẽ lấy lên để chúng ta qua nghịch lưu, và chúng ta sẽ xài cho quạt nè, chúng ta xài cho đèn nè. Đó thì các bạn sẽ thử xem coi, bây giờ tôi với bạn thử xem là cái pin năng lượng mặt trời nó hoạt động như thế nào ha, và các bạn xem nhé. Đó, các bạn thấy là đây là tấm pin này đã được dạy điện này. Tôi mở cái này lên thì cái động cơ DC nó cũng quay theo. Có nghĩa là cái động cơ DC ở đây chúng tôi chủ yếu là gì? Chủ yếu là test xem là khi mà phát năng lượng mặt trời ánh sáng thì tấm pin đã thu được điện hay chưa. Và điện ở đây thì đang sạc vào là khoảng 2.5V này. Các bạn có thể thấy là cái bộ sạc này. Đấy. Bây giờ mình tắt đi ha. Chúng ta xác nhận là có điện rồi. Từ bộ sạc này nó sẽ đưa xuống đây, nó sẽ đưa xuống cái bình ắc quy, nạp vào ắc quy. Từ ắc quy đó mình có thể dùng cái bộ nghịch lưu để chúng ta đưa lên để chúng ta xài. Lưu ý rằng đây là bộ thí nghiệm thôi, còn nếu ở nhà mình muốn xài á, sử dụng á, thì chúng ta phải sử dụng cái bình ắc quy này có dung tích lớn. Bình ắc quy này dung tích thì chỉ có 6A thôi, còn nhà chúng ta phải sử dụng từ 20 cho tới 40A thì chúng ta có thể xài được buổi tối, cũng tương đối khá đó chứ không tới nỗi nào đâu. Nhưng mà có một cái thì cái chi phí thì đi chúng ta phân tích sau ha. Đây, tôi đã bật lên rồi, bây giờ tôi sẽ bật bộ nghịch lưu lên. Ok. Bây giờ bạn nóng thì tối nóng thì chúng ta chỉ cần gì? Bật quạt thôi. Đấy. Chúng ta có thể mở cái đèn đó này. Đó, các bạn có thể thấy này. Rõ ràng là gì? Rõ ràng là đây là các thiết bị mà điện ở nhà chúng ta sử dụng lớn là 220 điện áp là AC. Ha. Bây giờ chúng ta tắt thì đèn sáng hơn, nó không bị chia tải nữa. Thì đấy là cái ứng dụng đối với cái hệ thống năng lượng mặt trời hoặc là năng lượng gió, đây là những năng lượng tái tạo. Tuy nhiên nếu mà để áp dụng ở nhà mình thì chú ý chúng ta tính toán công suất này, chúng ta phải tính toán cái giá thành mà chúng ta mua các thiết bị lưu trữ để phù hợp với lại cái mục đích của mình. Còn nếu mà mình sử dụng mà chúng ta không tính toán thì nó sẽ rất là mất chi phí rất cao. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe.